Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn độc và lạ nhưng mà rất là quen thuộc, là món bột luộc cứu đói trong mọi thời đại nha các bạn. Đây cái bột nè, mình có bột một cái bột khô nha. Mình sẽ nhào bột, trước tiên mình sẽ nhào bột nha các bạn. Nhào bột xong rồi bắt đầu mình sẽ đem luộc lên, mình chấm với nước mắm. Đây là món ăn từ xưa đến nay, món ăn để cứu đói các bạn. Ngày xưa người ta kiểu như người ta chạy giặc hay sao, người ta không kịp mà làm này làm món này món kia, nấu cơm nấu nước rồi này kia, người ta tranh thủ người ta sẽ làm bột, để bột dự trữ này nè, cái cần thiết cái người ta nhào lên, người ta bắt xong nước sôi lên người ta luộc là có thể ăn rồi, ăn chống đói với các bạn. Đây là món chống đói trong mọi thời đại, vừa đơn giản vừa rẻ tiền và rất là dễ làm. Mình cũng không biết ăn như thế nào nữa, mình nghe nhiều người các bạn, nhiều người xưa người ta kể lại là cái món bột này là ngày xưa là chạy giặt hay ăn á, nên mình thử mình làm cái món ăn mà người xưa mà người ta chạy giặt á, nay mình cũng bắt chước mình làm. Thay vì giờ nhiều quán ăn mà quán ăn nhanh, thích ăn nhanh fast food rồi này kia bán ngoài đường á, mình ăn mình cảm thấy nó cũng ngon mà dễ béo phì mà tốn tiền nữa. Giờ mình phải bắt chước người xưa, người thời xưa mình ăn những cái món ăn dân dã cổ đại ngày xưa gọi là cổ đại luôn, tại nó cũng mà món ăn này là phù hợp trong mọi thời đại luôn. Bò cũng rất là dễ nhồi nha các bạn. Chắc là được rồi đó, mình nhồi bột dẻo dẻo về cái một lát đó mình nắng nắng viên viên tròn tròn. Nghe những cô chú ngày xưa người ta kể là thích ăn, ai thích ăn cái gì là cứ nắn cái đó hả các bạn ơi, có người thì nắn viên, có người thì nắn hình con này con kia đủ thứ hết. Mình không biết nắn hình con này con kia thì chắc lát mình chỉ có vo viên tròn tròn dẹp dẹp rồi mình thả vào nước sôi mình luộc lên thôi, ăn thử coi nó ra làm sao. Bột mình đã nhồi rất được rồi nè, bây giờ mình sẽ đi bắt nước sôi lên, mình nắn cái gì ra là mình thả vào luôn, mình luộc để cho bột, để bột ở đây mình sẽ đi bắt một nồi nước nha. Trong lúc chờ nước sôi để thả bột vào các bạn, mình sẽ làm sẵn cái nước mắm nha, chút xíu thôi chưa, để lát gấp ra cái nào là mình ăn cái đó luôn, mình bắt chước như người xưa vậy, nghe mấy người ngày xưa các bạn, cái người ta luộc xong người ta ăn gấp, mà ăn gấp để chạy giặt á, cái luộc ra viên nào là ăn viên đó luôn, mình còn bỏ được thêm vài lát ớt. Cái ngày xưa người ta nhiều khi không có nước mắm chấm nữa, người ta vớt ra người ta tranh thủ người ta cuốn vô cái lá chuối rồi người ta chạy luôn, người ta vừa ăn vừa chạy luôn á các bạn. Mình cũng cắt miếng lá chuối mình để lên bắt chước để xem ăn có ngon không, vừa ăn vừa chạy coi có ngon không, vừa thổi vừa ăn. Để mình xem nước sôi chưa, nước sôi rồi các bạn ơi, mình sẽ thả những viên bột vào nha. Làm
đại ra cái gì ra. Mình đâu có biết nắng cái gì đâu, cứ mình cứ viên viên dẹp dẹp vậy thôi. Luộc khi nào bột nó nổi lên, chắc là nó chín đó các bạn. Chín bột sẽ nổi lên nha. Thả vào. Bây giờ mình nắn ra thử, mình làm thử cái cọng dài thử coi nha các bạn. Hơi dài dài dẹp dẹp thử coi. Wow, bột này nó dính quá các bạn ơi. Nắn nhỏ nhỏ vừa ăn rồi. Thả vào. Không biết lát nó có dính với nhau không nữa. Mình lấy đũa mình thử coi. Bột luộc, bột luộc đây, mại vô, mại vô, bột luộc cứu đói ở của mọi thời đại đây. Mại vô, mại vô. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chưa, chưa, khi nào nó nổi mới chín. Nghe, nghe rau là bắt đầu là hỏi chín chưa. Nhưng mà thật ra là chưa có chín, không biết chín chưa nữa. Mà đúng rồi, chắc nổi lên mới chín. Thường thường bột mà luộc là nổi nổi lên mới chín. Hình như sắp nổi rồi các bạn ơi. Bột luộc cứu đói của mọi thời đại đây. Do cái viên tròn mà sao nó không có tròn, nó dẹp dẹp, nó bỏ vô, nó thả, nó dẹp dẹp. Thả lấy ra là ăn liền nha. Vừa thổi vừa ăn nóng mới ngon, ăn kiểu chạy giặt ngày xưa đó. Đang ăn mà giặt tới máy bay tới cái bắt đầu là sách chạy nhiều khi. Mình nghe kể là nhiều lúc mà đang ăn mà cũng phải chạy, nhiều lúc mà không kịp, không có thời gian mà nấu cơm luôn á các bạn. Nó giặt quần cả ngày là bắt đầu tranh thủ thôi, có được cái gì ăn là mừng rồi, được nấu một nồi bột luộc về là quý lắm rồi đó các bạn ơi. Bột luộc cứu đói đây. Hình như có mấy miếng nổi rồi nè, bắt đầu có rồi đó, bắt đầu có ăn rồi. Mình gấp ra thử nha các bạn, gấp ra như mấy cái chỗ nổi nổi lên nè. Qua wow, sao khó gấp vậy ta, sao nó dẻo dẻo, nó dai dai, nó khó gấp ra quá ta. Ô dạ, lấy cái cái muỗng vớt. Không gấp được rồi, ổn, gấp được rồi. Sợ, chỉ có sợ gấp ra là để chung với nhau một lát nó dính xè nẹo lại thôi. Sợ nó dính lại với nhau thôi. Không sao, được, ổn. Bây giờ tranh thủ ăn đi, cho nó còn nóng nè. Chứ để một lát nữa nó nguội là nó tành bành, tét bét luôn, không biết là sao luôn. Khoan từ từ để dớt vài miếng nữa ra ăn. Ôi, nóng lắm đó nha. Ăn thử nha các bạn. Đây các bạn ơi, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nha. Không lấy đũa gấp dễ. Đây, xỉa. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mới vừa vớt ra luôn các bạn ơi. Mau sao cảm giác, cho biết cảm giác bột cứu đói thế nào. Này hơi cay nha. Ngon. Sao? Dai, mình đấm nước mắm cay cay, ăn đã. Nóng quá. kiểu như là bột bánh canh luộc, bột lọc vậy á. Ngon chứ, cũng được. Nói chung là cứu đói là ngon. Ăn là no được, ăn no ổn. Ngon quá. Bên kia còn đang sôi nữa, nhìn đã dớt lên. Gấp cá nữa, dớt tiếp. Qua dớt tiếp.
Đây đây, tiếp tục tiếp tục. Các bạn ơi, món bột luộc cứu đói của các cô chú ngày xưa đây các bạn. Nhìn cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Ăn cũng cứu đói được á, mình ăn mình cảm thấy giống như là chắc cũng lạ miệng, lạ khẩu vị, ăn được. Giống như là mình làm bánh vậy, thay vì mình làm bánh á, những cái loại bánh mà có nhân á. Còn cái này là mình ăn cái bột không á các bạn. Cũng ngon lắm. Ăn cũng Tốt bụng hay. ăn ngon còn Đói bụng cứu ăn ngon. ngon. Các bạn làm thử nha. Ngon ngon. Rồi, wow. Thôi, khó gấp quá nhưng mà nó hơi trơn khó. Ngon. Ừ. Rồi ấm rồi thở rồi ăn. Ừ. Ăn nóng vậy mới ngon à. Ừ. Nó ăn ngon chứ bộ chắc cái này nó nguội là nó hơi cứng lại á. Ừ. Nóng nó mềm ăn ngon. Rất là ngon nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Các Ngon bạn làm thử đi. Ăn cũng rất là ngon á. Lúc mình đói bụng là ăn cái gì cũng ngon hết á. ngon quá. Ngon quá. Bye bye. Xin chào tạm biệt các bạn.